Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Loạt nữ thần si bít đình đám, tụ hội đọ sắc trên cùng một thảm đỏ. Mới đây, sự kiện tại một nhãn hàng đình đám bỗng gây sốt dư luận khi có sự xuất hiện của loạt ngôi sao tên tuổi. Lâu lắm rồi mới thấy loạt minh tinh tái ngộ trên cùng một thảm đỏ. Với sự xuất hiện của Angela Baby, Triệu Lệ Dĩnh, Cảnh Điềm, Vương Tử Văn, Hoàng Cảnh Du, Vương Tuấn Khải, sự kiện ngày hôm ấy được giới truyền thông săn đón nồng nhiệt. Angela Baby, Triệu Lệ Dĩnh đọ sắc bất phân thắng bại. Xuất hiện trong cùng một sự kiện, hai mỹ nhân hàng đầu xứ Trung có dịp chạm mặt và đọ sắc cùng nhau, đều sở hữu visual cực phẩm, bộ đôi người đẹp khiến thảm đỏ nóng hơn bao giờ hết. Trưng diện mẫu đầm hoa với thiết kế ấn tượng, Angela Baby hút hồn bao người, không hề kém cạnh, Triệu Lệ Dĩnh cũng có sự xuất hiện đầy choáng ngợp. Cô mặc một chiếc đầm cúp ngực màu đen đầy kiêu sa, toát lên thần thái quyến rũ, khó ai cường lại. Triệu Lệ Dĩnh với nhan sắc cực phẩm, bất chấp ảnh chưa qua chỉnh sửa của người đi đường. Đặt lên bản cân so kè hay dung nhan cực phẩm thì khó có thể tìm được kẻ thắng người thua, bởi cả Angela Baby hay Triệu Lệ Dĩnh đều mang những đường nét thanh tú riêng, hoàn hảo. Những ngôi sao khác cũng đổ bộ thảm đỏ. Sự kiện ngày hôm ấy còn đón chào sự xuất hiện của Vương Cận Ngôn, Cảnh Điềm, Mạnh Mị Kỳ cũng là những nhan sắc cực phẩm được netizen Trung yêu thích. Vương Cận Ngôn không hề thua kém các chị em. Cảnh Điềm khoe làn da trắng nõn nổi bật. Mạnh Mị Kỳ cũng xuất hiện đầy tỏa sáng. Không những thế, sự xuất hiện còn thu hút bởi sự hiện diện của những soái ca đình đám như Hoàng Cảnh Du, Vương Tuấn Khải, nhân tính cứ ngỡ cả si bít dường như quy tụ lại trong cùng một sự kiện. Soái ca Hoàng Cảnh Du khiến bao fan girl lụi tim. Vương Tuấn Khải cũng gây sốt không kém. Vốn là những tên tuổi đình đám của xứ Trung nên không khác lạ gì mà sự xuất hiện của họ lại gây ra choáng ngợp và thích thú nhiều đến thế. Đặc biệt nhan sắc cực phẩm của các người đẹp chính là tiêu điểm thu hút bậc. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.